Làm thế nào để có thể mua được rau sạch mà không phải mất thời gian vào siêu thị hoặc là đi hàng cây số để đến với cửa hàng phân phối rau an toàn? Làm cách nào để có thể mua được rau thực sự an toàn? Đó có lẽ là những câu hỏi thường trực của các bà nội trợ. Xuất phát từ những trăn trở này, một năm trở lại đây, Hà Nội đã hình thành mô hình sàn giao dịch rau sạch và tổ chức tiêu dùng rau sạch. Đây không chỉ là một phương thức cung cấp rau sạch mới tiện lợi cho người tiêu dùng, mà còn mở ra một hướng quản lý mới đối với mặt hàng thực phẩm vốn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn này. Trụ sở sàn giao dịch rau sạch Hà Nội. Bảng điện tử cho biết giá các loại rau củ quả theo từng ngày. Người tiêu dùng có thể tham khảo và đặt hàng rau nếu có nhu cầu. Chỉ bằng một cuộc điện thoại, khách hàng đã đặt xong đơn hàng rau an toàn. Hòa Sinh ạ. Hàng tuần thì sàn đã thông qua hệ thống chuyển phát nhanh của bưu điện đã gửi các cái bản báo giá rau an toàn đến cho các cái tổ, và căn cứ vào cái báo giá đó thì là các cái hộ gia đình ở trong tổ sẽ tiến hành đặt hàng. Thì sau khi đặt hàng thì người tổ trưởng sẽ chuyển đơn hàng về cho sàn. Sáng ngày hôm sau, rau được giao về một điểm phân phối và đến tay từng người nội trợ. Vì được thu hoạch từ sáng sớm nên rau còn tươi nguyên. Ngoài bao bì ghi nhãn mác, địa chỉ sản xuất và đặc biệt là mã vạch giúp truy xuất nguồn gốc. Không phải mất thời gian ra chợ nhiều, mà đi về cái là có sẽ là chị em là theo đơn đặt hàng hôm trước và hôm sau lấy rau là cứ thế là mang về gia đình sử dụng. Nói chung là giá cả ở đây mà so với siêu thị thì nó bằng siêu thị, nhưng mà so với ngoài chợ là đắt hơn ngoài chợ một chút. Nhưng mà vì cái chất, một là chất lượng rau, cái thứ hai là chị em là quan tâm, không quan tâm đến giá cả mà quan tâm đến chất lượng rau và cái sự an toàn của thực phẩm thôi. Ở Hà Nội hiện có 78 tổ tiêu dùng rau sạch được hình thành từ 78 tổ dân phố ở các quận khác nhau. Những gia đình có nhu cầu về rau sạch sẽ đăng ký với người đại diện của tổ dân phố để đặt hàng qua sàn giao dịch. Từ đó, sàn giao dịch sẽ đặt hàng với các hợp tác xã rau sạch để hôm sau giao hàng. Hợp tác xã rau sạch phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai là một trong những cơ sở cung cấp nguồn hàng cho sàn giao dịch. Rau được trồng trong nhà lưới theo tiêu chuẩn Việt Gáp, được tưới bằng hệ thống nước ngầm và đặc biệt là thường xuyên được kiểm tra đột xuất về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bởi Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội. Không may mà các đồng chí về lấy mẫu kiểm chứng mà trong rau vẫn còn cái dư tồn của thuốc bảo vệ thực vật thì đương nhiên là cái người gánh chịu là chúng tôi. Nên là chúng tôi không dám làm những cái chuyện đấy. Nếu phát hiện có mẫu vi phạm tức là vượt ngưỡng thì ngay lập tức xuống làm việc và thông báo cho ông địa phương để ông chấn chỉnh. Và những cái hộ mà có mẫu vi phạm cũng đề nghị địa phương gọi lên địa phương để xử lý. Trong bối cảnh hàng loạt hợp tác xã rau sạch phải đóng cửa vì không tìm được người mua, còn người tiêu dùng thì loay hoay không biết tìm rau sạch ở đâu, thì rõ ràng sàn giao dịch rau sạch đang là một mắt xích quan trọng, là cầu nối hai chiều giữa cơ sở sản xuất rau sạch với người tiêu dùng. Cùng với đó, mô hình này cũng là sự cụ thể hóa hướng quản lý theo chuỗi từ ruộng đến bàn ăn đối với mặt hàng thực phẩm vốn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn này.